chúng ta kính chúc quý vị thân mến và hiện diện trên sân khấu lúc này đây là hai khuôn mặt dạng người hạnh phúc, vâng, rất là sung, rất là sướng. Vâng, xin mời khán phòng Tiệc Tơ Gia Đại Cát sẽ nổ ra một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng. Vâng, kính thưa quý vị, trân trọng và kính mến. Và sau một thời gian cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình thì các cụ ta có câu an cư thì mới lập nghiệp, và anh chị chúng ta đã có được một ngôi nhà thật là khang trang, thật là hạnh phúc. Và niềm vui đó được nhân lên là hôm nay có sự có mặt của toàn thể quý vị đã bất chút thời gian vàng ngọc của mình đến dự Tiệc Tơ Gia trong buổi trưa hôm nay. Và xin được thay lời cho gia đình cũng như đỡ lời gia chủ xin gửi tới quý vị chúc các cụ ông thì sống lâu trăm tuổi, chúc các cụ bà thì sống đến đầu bạc răng long, chúc cho quý cô quý bác quý anh, chúc cho lời chúc sức thành dẻo dai, chúc cho quý cầu quý mợ quý hai, chúc cho lời chúc ngày mai lắm tiền, nam thanh thì lấy được vợ hiền mà nữ tú thì lấy được chồng liền tháng sau, và chúc cho các cháu nhỏ lo tâu, chúc cho các cháu ngày sau lên người, cuộc sống thì luôn rộn rã tiếng cười và luôn đạt điểm 10 ở mọi nội dung. Vâng, và kính thưa quý vị thân mến, ngày vui, ngày hạnh phúc, mừng ngôi nhà mới trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta không thiếu được bên nội, bên ngoài. Vâng, xin mời phái đoàn bên... Vâng, xin mời ông bà, vâng, xin mời gia đình trường quý, vâng, xin mời đại gia đình của chúng ta sẽ cùng bước lên trên sân khấu, đứng bên cạnh anh chị để có những lời thăm hỏi cũng như lời có những lời ra mắt đến toàn thể quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Thay lời cho gia chủ, vâng, xin được long trọng công bố tiệc mừng Tơ Gia Đại Cát của Xuân Đình, vâng, chính thức được bắt đầu. Những chàng vỗ tay của quý vị đâu rồi ạ? Áo cán tôi mua cho quân phi đâu ơi? Là khách xin khỏi là thì là cú người già thì tám tới nay đồ lẻ đàn cưới thì ba khách xem là đồ tẩu và đồ lán tôi có những cái ba lẩy thì là hơn ba khách có nhăn với ải đâu tôi xả mẩn xí vương xí phương ba trong quyền chân môn nào khách họ chưa khẩu chưa ai xem đồ tẩu còn tứ lại thứ mi niu đi ba cho nó bục xuống cho con mẹ ải đâu chụp phủ con cho mẹ tên các ba cầu biết rằng con thế đầu chúc mơ rằng vương đồ lán con mẹ chụp phủ con và hào khăn đứng tất cả quyền thì lắc khen tên luôn ở trong phố bia ô Xuân Tỉnh Minh sài ghi bơ cái nơ cho nó